Đây là những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại bất kỳ ngã ba, ngã tư nào trong thành phố. Những chiếc xe nối đuôi nhau quẹo phải khi đèn đỏ. Khu vực bên phải sát lề, nghiễm nhiên trở thành làn đường dành riêng cho những người đi xe máy muốn rẽ phải. Và nếu chẳng may, phần đường này bị các xe máy khác dừng đèn đỏ, thì tìm mọi cách để luồn lách qua. Bấm còi. Thậm chí là phóng vụt xe lên lề đường cho nhanh. Việc nhường đường cho luồng xe máy rẽ phải này vô tình khiến một vài người đi xe máy đã vi phạm luật giao thông khi cho xe đè lên vạch dừng hoặc vạch kẻ dành cho người đi bộ. Và có lẽ những người này không phải là đối tượng duy nhất bị ảnh hưởng khi mà những tình huống nguy hiểm đến với người đi bộ. Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định đèn tín hiệu giao thông màu đỏ bật sáng là cấm đi đối với tất cả phương tiện. Vậy theo người dân, việc rẽ phải khi đèn đỏ liệu có đúng luật? Theo như chị thì đèn đỏ có được quẹo phải không ạ? Không. À, đèn đỏ thì nếu mà quẹo phải thì được chứ. Cái đó luật pháp cho phép hết mà, luật giao thông cho phép mà. À, thật ra đúng ra thì nếu mà nó có cấm bản thì mình được quẹo phải. Dạ. Nhưng mà nếu mà không cấm bản thì mình nên tuân thủ theo pháp luật là mình nên dừng lại. Dạ. Sau đó đèn xanh thì mình phải quẹo phải. Dạ. Trên thực tế, nếu theo đúng quy định, người tham gia giao thông chỉ có quyền ưu tiên được rẽ phải ở 3 trường hợp: giao lộ có gắn biển báo phụ, đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ và khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Thế nhưng lâu nay, người điều khiển xe máy khi lưu thông đến các giao lộ thường mặc nhiên là được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Điều này dẫn đến các bất cập khác trong văn hóa tham gia lưu thông: dùng còi xe chỉ trích những người đang dừng đèn đỏ đúng luật, leo xe máy lên lề, cày nát vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Tất cả chỉ vì những lý do tưởng chừng rất đơn giản. Nếu như đông xe thì tiện đường thì vẫn quẹo được. Thấy mọi người đi như vậy thì mình cũng đi vậy cho thuận tiện, với lại bớt ùn tắc hơn. Rẽ phải thì rất là thuận tiện cho xe nhỏ, và để cho nó ở đây nó vắng bớt đi thì nó sẽ thuận tiện cho giao thông hơn, chứ không phải là mình không nghĩ là luật gì hết. Trường hợp mà cũng có thể quẹo, nếu gấp quá có công việc gấp mà vắng xe thì quẹo cũng có thể được. Có lẽ để tiện hơn, có lẽ để tiết kiệm thời gian lưu thông, những người điều khiển xe máy với suy nghĩ mặc nhiên được rẽ phải khi đèn đỏ này đã mang tới không ít phiền toái cho người đang dừng xe đúng luật. Nhiều trường hợp đó rồi, chỉ có là mình phải lách qua cho người ta, chứ không hơn người ta sẽ bấm còi hoài và sẽ gặp phiền đến những người khác. Không, tại vì mình dứt lên thì mình vượt qua cái vạch trắng đó là cũng giống như là mình phập luật rồi. Đi đứng ngay đó thì người ta muốn quẹo, mình đứng ngay người ta quẹo không được, người ta muốn kèn chạy xích qua nhường người ta lên, chứ để bấm hoài với tàu. Nhích qua một chút mình lùi xuống lại. Đâu có chen đầu người ta đứng đường trước, người ta chửi. Nhiều khi mình dừng chờ đèn đỏ nhưng mà mấy người ta muốn quẹo á. Dạ. Thì người ta cứ bấm kèn. Rồi anh có nhích lên cho người ta quẹo không? Thì nhiều khi anh chị người ta nói chỗ này không có được quẹo phải. Thì nhiều khi mà gặp người ta gấp gáp hay là chở em bé này kia thì cũng nhường cho người ta. Còn nếu mà mấy người nào mà người ta mà thái độ người ta làm quá đó, thì mà nói người ta nói chỗ này không có được quẹo. Thực tế, những người vi phạm luật giao thông khi rẽ phải ở đèn đỏ thường quan niệm rằng việc di chuyển của mình không gây nguy hiểm cho các phương tiện ở các hướng lưu thông khác mà còn giúp giải tỏa ùn tắc. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và điều chỉnh để người dân rõ hơn về quyền ưu tiên tại các giao lộ có gắn đèn tín hiệu phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, cũng như thông tin rộng rãi hơn về quyền ưu tiên này để người dân thuận tiện hơn khi lưu thông. Rẽ phải khi đèn đỏ, có lẽ với nhiều người đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng phía sau nó là câu chuyện lớn hơn về ý thức tham gia giao thông, về sự mơ hồ của người dân đối với các quy định về an toàn giao thông.